Video này tôi sẽ cùng anh em tìm hiểu xem bây giờ nếu anh em mình phải thiết kế một cái hệ thống để hỗ trợ hàng trăm triệu người dùng ở những thời điểm cao tải có thể đến hàng trăm nghìn cái request trên một giây đó, và cái chúng ta nếu người dùng ở hơn hơn 200 nước ở trên thế giới thì anh em sẽ thiết kế cái cơ sở dữ liệu, thiết kế cái hệ thống mình sẽ như thế nào để cho nó ngon được nhé. Ok, thì cái bài này tôi sẽ phân tích luôn một cái case thực tế của Quora. Quora đó là một nền tảng để anh em mình lên đó hỏi đáp, chia sẻ kiến thức của mình, có người hỏi và có người người trả lời, sau đó người khác sẽ đánh giá câu trả lời của anh em một cách upvote. Đó, đơn giản cái nền tảng thế thôi. Nhưng cái nền tảng Quora này thì đã thống kê đến năm 2023 thì nó có gần 400 triệu user đăng ký. Và khi tôi kiểm tra cái lượng traffic của cái nền tảng này thì trung bình một tháng nó khoảng 760 triệu lượt truy cập vào cái trang web Quora đó. Không hề nhỏ đâu anh em. Khi tôi tìm hiểu kỹ hơn những anh em kỹ thuật chia sẻ trên nhiều cái diễn đàn về công nghệ trên thế giới ấy, thì họ chia sẻ rằng trung bình những thời điểm thì Quora phải xử lý hàng hơn 100.000 cái yêu cầu xử lý trên một giây. Đó, đấy là một cái vấn đề rất thử thách xem là với cái hệ thống lớn như thế này thì anh em có tò mò rằng liệu thì họ sử dụng cơ sở dữ liệu loại gì? SQL hay NoSQL? Và họ thiết kế cơ sở dữ liệu như thế nào mà có thể đáp ứng được cái yêu cầu hiệu năng khủng khiếp như thế? Ok, thì tôi tổng hợp và tôi có cái câu trả lời luôn cho anh em rồi. Thứ nhất là cơ sở dữ liệu của họ dùng ấy là cơ sở MySQL. Và theo thống kê và anh em kỹ thuật từ chính trong Quora họ chia sẻ thì đó là gì ạ? Hiện nay cái cơ sở dữ liệu ở Quora thì nó lớn hơn 13 TB, tức là MySQL thì lớn hơn 13 TB. Ok, anh em hãy thử nhìn xem cái quá trình họ thiết kế cái cơ sở dữ liệu này như thế nào anh em nhé. Anh em hãy mường tượng cái thời điểm startup bắt đầu triển khai Quora cái nền tảng thì chưa có nhiều người dùng. Thì cái thời điểm đấy ấy, thì nó chỉ cần có rất đơn giản một database MySQL single thôi, nó đủ tiếp cận những cái người dùng họ truy cập vào trang web và họ đến database họ làm việc rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên ai ngờ lúc thành lập công ty xong, triển khai xong thì bắt đầu người dùng họ thấy hứng thú, họ tăng lên thì bắt đầu anh em kỹ sư ở đó họ mới phải tạo thêm những cái database Memcache. Tại đây thì họ sử dụng là công nghệ là Redis, để họ thực hiện làm cache để tăng hiệu năng. Tuy nhiên tăng rồi nhưng mà dữ liệu nó cứ tăng đấy, người dùng nó lại dùng nhiều quá thì bây giờ phải làm sao? Thì lúc này họ mới phải sử dụng tư duy là tôi sẽ phải chia nhỏ cái database MySQL ra. Anh em cứ hình dung nhé, bây giờ chỉ có mỗi con database MySQL nó giống như một con đường ấy, bây giờ quá nhiều xe đi vào con đường đấy nó bị nghẽn, thì tư duy đơn giản hơn là anh em chia bớt cái xe đấy đi ra nhiều con đường khác nhau, đấy là tư duy. Còn cách thức họ thực hiện ấy là họ quyết định ví dụ trước đây trong database đấy, tôi ví dụ là nó có bốn bảng chính chẳng hạn, và bốn bảng đấy là thường xuyên bị nghẽn, ví dụ bảng liên quan đến comment, bảng liên quan đến người dùng đó, upvote đấy, đấy thì họ có thể bằng cách là họ tách những cái bảng đang bị nghẽn ra các database khác nhau, database khác nhau riêng biệt luôn nhé. Đó, các database đó nằm trên các server khác nhau. Ok ạ. Vậy thì rõ ràng khi các bảng biểu tách trên các server khác nhau thì chúng ta thấy có ưu thế là ok, tài nguyên được chia rồi, không còn điểm nghẽn. Nhưng mà anh em nào chúng ta mới thấy cái mô hình này, anh em có thể thấy mẹ, đâu đó nghe nó hơi khó hiểu nhỉ. Bây giờ mẹ, trước đây nó có một database nằm trên một server thì ứng dụng chúng tôi có chuỗi kết nối đến thì dùng được rất là thoải mái. Bây giờ mẹ, bảng biểu thì tách ra mỗi bảng nằm trên một một database thì dùng kiểu gì? Đúng không ạ? Thì cái mô hình này, ý tưởng này nó giống với cái việc mà hồi trước thì tất cả những cái mọi người chúng ta đang ở trong gia đình chúng ta ở một cái nhà và nhà có một địa chỉ nhà duy nhất. Tuy nhiên bây giờ anh em mình cả nhà chúng ta vào khách sạn ở và mỗi người ở một phòng khác nhau, đấy, cả họ hàng luôn ở khắp nơi khác nhau. Thì anh em hãy nhìn cách thiết kế trong thực tế ở khách sạn họ sẽ có một cái người lễ tân, để khi một người khách đến họ hỏi người lễ tân thì chúng ta sẽ biết chính xác mình sẽ bị tôi gặp ông Huy chẳng hạn, ông Huy ở tầng số 20 phòng 2001 sẽ chỉ chính xác. Và trong cái công nghệ khi chúng ta tách bảng sang nhiều loại database khác nhau trên các server khác nhau như thế này ấy, nó cũng cần phải có một nơi tập trung để nó lưu được thông tin, khi mà ứng dụng nó truy cập vào nó biết là cái bảng table 1 của tôi đã nằm ở trên database số 1 ấy, nó không nằm ở database số 2, số 3 đâu. Hoặc nếu ông muốn truy cập vào database là bảng 2 chẳng hạn thì hãy vào một database số 2 khác. Đó, và cái công nghệ mà anh em kỹ thuật của Quora họ lựa chọn đó là công nghệ đó là Zookeeper. Đó, khi họ lựa chọn cái Zookeeper ấy, thì bản thân ông Zookeeper nó chỉ làm nhiệm vụ duy nhất thôi, lưu thông tin cụ thể các bảng biểu của tôi đang nằm ở server nào. Và nếu chẳng may
chẳng may sau này anh em mình có cái việc di chuyển, tôi ví dụ tại đây là anh em mình tách thành 4 bảng luôn, tôi tách bảng 2, bảng 3 nằm trên con database số 2, server số 2. Nhưng giả sử tách đến một thời gian, anh em mình nhận ra rằng chết rồi, đặt con 2, con 3 ở cùng một đường là đứt rồi, nó vẫn bị chậm. Anh em phải tách con số 3 ra một chỗ khác nữa. Đó, lúc này thì anh em phải cập nhật lại thông tin cho ông Zookeeper biết được là biệt tôi đã tách bảng ra một chỗ khác. Và ông Zookeeper có nhiệm vụ báo lại cho các ông ứng dụng đã truy cập vào để nó biết được địa chỉ mới. Vì thế ứng dụng nó mới hoạt động trơn tru. Đó là ý nghĩa như thế. Thì bây giờ anh em nhìn lại toàn cảnh bức tranh đến tại thời điểm hiện tại thì hệ thống được chia bách phân tán, các bảng gọi là truy cập nhiều nhất, ảnh hưởng hiệu năng nhiều nhất được tách ra rồi. Được chưa ạ? Có Memcache ở trước rồi, đó. Có một ông Zookeeper để lưu thông tin metadata, tức là các thông tin để các bảng biểu chứa con server nào để nó dễ truy cập rồi. Có một vấn đề, mặc dù tách riêng các bảng ra nhưng bảng nó vẫn sẽ lớn lên. Và khi mà ở cái mô hình này, khi bảng nó càng lớn lên ấy, nó gặp những cái vấn đề. Vấn đề là gì? Giả sử sau này anh em mình muốn múp tiếp các bảng đấy, di chuyển các bảng sang các server khác chẳng hạn, thì bản thân tôi triển khai những cái dự án thực tế về chuyển đổi những cái bảng biểu hoặc là các dữ liệu database giữa các server ấy, thì tôi làm trực thực tế tôi thấy là có rất nhiều những cái vấn đề ở đây. Thứ nhất là bảng càng to ấy, thì chắc chắn là cái độ thời gian downtime của ứng dụng nó sẽ có và quá trình triển khai nó sẽ phức tạp. Tôi sẽ nói tóm gọn lại vài bước triển khai ở đây để anh em mình dễ hình dung thôi. Đó, đó là gì ạ? Nếu anh em muốn chuyển một cái bảng, ví dụ anh em muốn chuyển sang một con server khác chẳng hạn, anh em sẽ phải có một bước, đó là bước khởi tạo cái bảng đấy. Đó, anh em có thể dùng các công nghệ như là backup, dùng dump cái bảng đấy ra để chúng ta import lại, để có một dữ liệu tại thời điểm đấy đã. Anh em phải dựng một cái cơ chế đồng bộ dữ liệu để đồng bộ cái dữ liệu bảng cũ sang cái con server mới cho anh em. Và anh em sẽ phải có cái đoạn là cắt chuyển dữ liệu để hệ thống mình dùng ở trên con server mới. Đó, các bước cơ bản là như vậy. Thế bảng càng lớn thì làm càng khổ. Thế tại đây thì anh em kỹ thuật ở Quora họ mới bắt đầu thấy là cái vấn đề nó phát sinh như thế. Và khi cái bảng, từng cái bảng nó tăng lên thì hiệu năng nó vẫn bị ảnh hưởng. Đó, đúng không? Thì tại đây anh em mới bắt đầu quyết định ra một thứ. À, vì tôi vẫn phải chia nhỏ tiếp. Đúng không? Cùng một cái bảng thôi, anh em mình vẫn phải chặt nhỏ hơn. Đấy, tôi ví dụ bây giờ anh em mình zoom vào một cái bảng nhé. Bây giờ giả sử cái bảng của tôi bây giờ nó lên là 300 click rồi. Đấy, thiết kế ban đầu 300 click. Nó một cái bảng nằm ở trên một database thôi. Được chưa ạ? Đấy, tôi ví dụ thiết kế ban đầu như vậy. Còn thiết kế mới sau khi chặt của tôi là thế này. Bây giờ tôi chặt cái bảng 300 click ban đầu thành 5 phần. Đó, tôi chặt, ví dụ tôi chặt theo 5 đi. Các dữ liệu 5 khác nhau, tôi chặt thành các vùng dữ liệu khác nhau. Đó, tôi ví dụ năm 2017 bây giờ tôi là 60GB, 2018 40GB, cứ như thế chạy đi. Và sau đó tôi sẽ gom các vùng đấy vào các server riêng biệt. Tôi ví dụ như là năm 2017, 2018 thì tôi đẩy dữ liệu vào một server database riêng. Và năm 2019, 2020 ở một server database riêng. Còn lại 2021 vứt vào một database riêng chẳng hạn. Như vậy, thay vì dữ liệu tập trung ở một bảng ở trên một server ban đầu là 300GB nó phải xử lý, bây giờ nó tách ra nhiều server khác nhau, nó vừa tăng được hiệu năng nhé. Và bây giờ tôi chỉ cần xử lý dữ liệu người dùng yêu cầu lấy một số cái câu trả lời phản hồi ở năm 2017 chẳng hạn, thì nó chỉ cần vào truy cập vào 60GB dữ liệu thôi, nó không phải truy cập vào 300GB dữ liệu nữa. Đó là tư duy ở cách thiết kế này. Đó, nó chia nhỏ hơn để mọi thứ nó mượt mà hơn. Và có một cái hay nữa là tất cả các vùng nhỏ hơn này nó chung tên bảng nhé. Ví dụ bảng đầu tiên của tôi lên tên là bảng comment chẳng hạn, thì tất cả cái vùng nhỏ hơn này nó vẫn giữ nguyên cái tên đấy, nó không bị thay đổi tên. Chúng ta không phải cập nhật chỉnh sửa code gì ở trong quá trình chúng ta làm cái việc này. Đó, đấy là cái rất là hay. Ok, vậy sau khi chia nhỏ hơn này ra thì lúc này dữ liệu mình, anh em có bức tranh toàn cảnh này. Với từng cái bảng ấy, chúng ta lại chia nhỏ, đây là chia theo hàng ngang, tức là chia theo một cái tiêu chí ở cái theo cái số bảng ghi, đúng không? Và chúng ta cũng chia theo chiều dọc, là chúng ta chia theo từng bảng vứt ở những cái server khác nhau. Tức là hệ thống nó rất là mượt. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải làm việc quan trọng ấy, là họ phải cập nhật cái ông Zookeeper đấy. Đấy, bây giờ tôi muốn truy cập vào cái năm 2017 chẳng hạn, thì đầu tiên tôi phải vào nó phải hiểu được là cái 2017 nó chứa ở server nào chứ, vì cái lúc nó chia càng nhỏ mà. Thì anh em mình phải làm bước cập nhật cái thông tin đó cho ông Zookeeper. Đấy, thì ứng dụng nó mới hiểu được. Ok, anh em sẽ thấy được toàn cảnh các bước đi từ bước đầu tiên cho đến bước mà hệ thống nó thiết kế ra. Có một cái câu hỏi là mặc dù chia nhỏ ra rồi, nhưng mà sau này cái phần ta chia nhỏ ấy, nó vẫn lớn lên chứ. Đúng không anh em? Nó vẫn lớn. Vậy thì sau này họ có chia tiếp không? Đó, thì tôi cũng đi tìm hiểu cái câu trả lời này. Và tại Quora này họ cũng chia sẻ đó gì ạ? Đó là
họ chọn cái ngưỡng là nếu mỗi một cái vùng dữ liệu đấy đạt cái ngưỡng là 100 GB thì họ sẽ tiếp tục họ chia 100 GB, thì họ lại chia tiếp. Đó là cái ngưỡng mà họ lựa chọn. Đúc kết lại điều gì ạ? Đúc kết lại rằng với những hệ thống lớn như thế, anh em thấy thứ nhất là tuyệt vời là cơ sở dữ liệu quan hệ vẫn phải đáp ứng, MySQL vẫn đáp ứng cách bình thường. Và họ chọn cái tư duy tối ưu là gì? Chia nhỏ ra. Chia nhỏ ra, họ chọn các table đang gọi là bị điểm nghẽn nhất, họ tách rời ra để họ xử lý, chia nhỏ dần. Có thể chia theo chiều ngang, tách từng bảng ra các server khác nhau, hoặc chia theo chiều dọc là các bảng ghi, ví dụ các theo các tiêu chí khác nhau họ tách ra. Họ có thể ở tiêu chí là theo ngày tháng năm, theo năm, theo quốc gia, hoặc là theo tiêu chí gì đó theo cái nghiệp vụ của họ, họ tách riêng. Đúng không ạ? Anh em thấy đó, đấy là cách mà họ build, họ xây dựng lên một cái hệ thống có hàng trăm triệu người dùng và số lượng request rất là lớn. Tại đây anh em mình có thể cùng có một số cái gọi là tư duy thêm, có những câu hỏi cho anh em. Em có thể thấy rằng một thứ rằng cái hệ thống này các bảng biểu nằm rải rác như thế thì nó có một cái vướng mắc là join rất là khó. Nếu tôi muốn join dữ liệu ở các table khác nhau chẳng hạn, thì mỗi table nằm ở server khác nhau, join chắc chắn là mệt hơn so với việc là trước đây mọi thứ nó nằm ở trên một server database, đúng không? Join rất là khó. Đó, và anh em sẽ thấy khi mà khi tìm hiểu thì thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể đẩy phần join đấy ở trên phần ứng dụng. Đó, và đấy là cách mà Quora họ lựa chọn. Họ tối thiểu nhất cái phần join, họ không join ở mức database, họ đẩy cái phần join đấy trên phần ứng dụng. Ok, anh em hãy thử cùng suy ngẫm về cái kiến trúc này nhá. Và chúng ta hãy cùng thảo luận bằng liệu có cái gì đó được anh em học hỏi được từ cái video mà tôi chia sẻ này. Anh em hãy comment để cho tôi biết. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến thời điểm này.